Sau gần một tuần triển khai, các lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19, đồng thời tăng cường nhiều biện pháp thực hiện chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhằm siết chặt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Với số lượng 836.000 liều vaccine phòng COVID-19, trong đó có 50.000 liều dành cho lực lượng quân đội, công an để thực hiện chiến dịch tiêm chủng, thành phố đã huy động hơn 5.000 cán bộ nhân viên y tế thuộc 547 đơn vị tham gia, tổ chức hơn 1.000 đội tiêm phòng, huy động 4.000 tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia phục vụ. Tại các điểm tiêm chủng, công tác tổ chức được thực hiện theo đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc phòng chống kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 và tiêm tới đâu an toàn tới đó là tiền đề để tổ chức thành công việc tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới. Chắc chắn là đây cũng sẽ là một cái chiến dịch trong cái việc là miễn dịch cộng đồng ở thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên thì cái điểm cũng khá là quan trọng, đó là phải vận động được các cái lực lượng, các cái người lao động, người ta đi tiêm, người ta ủng hộ cái chương trình tiêm. Thì và đây cũng sẽ là một cái minh chứng cho cái việc là đi tiêm nó là một cái việc gì nó rất là đơn giản, khuyến khích mọi người, và nó cũng là thể hiện cái trách nhiệm của người lao động đối với một cái chiến dịch lớn của nhà nước và cũng như của thành phố. Vì vậy cái việc tiêm chủng nó như là một cái phương thuốc lâu dài mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện, và đây cũng chính là một cái động lực khi mà có cái chương trình này thì chúng tôi khuyến khích mọi người tham gia cái việc tiêm chủng nó một cách nhanh nhất. Tại các điểm tiêm chủng, các lực lượng làm nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, chu đáo và ý chí quyết tâm cao đảm bảo các biện pháp phòng dịch. Các khâu từ khai báo y tế, khử khuẩn, đo thân nhiệt tới khám sàng lọc, tiêm vaccine và theo dõi sau tiêm được tổ chức theo đúng quy trình hướng dẫn. Được tiêm phòng trong chiến dịch này, hầu hết người dân Thành phố Hồ Chí Minh đều đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ cũng như của toàn thể nhân dân trong phòng chống dịch COVID-19. Sau khi được tiêm thì cảm thấy là được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cảm thấy là rất thoải mái và sẽ cố gắng phát huy hơn nữa trong cái công tác phòng chống COVID, cố gắng là đẩy lùi dịch cho sớm là được rồi. Cái đó là quyền lợi chung của mọi người cũng như là trách nhiệm của công dân của thành phố mình thôi. Cũng mong muốn là tất cả xã hội cũng như các người, mọi con người ở trên thế giới đều được chích ngừa COVID hết để đẩy lùi cái dịch bệnh càng sớm càng tốt, để mọi người sống trong an lành và hòa bình. Trong chiến dịch tiêm chủng lần này tại Thành phố Hồ Chí Minh, quân đội đã cử nhiều đơn vị tham gia cùng với các lực lượng khác trên địa bàn thành phố. Tại điểm tiêm chủng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Y học Dự phòng Quân đội phía Nam, Cục Quân y tiến hành tiêm phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Bộ Công an. Triển khai được 5 tổ tiêm chủng, mỗi tổ gồm có một cái bác sĩ khám sàng lọc, điều dưỡng, tiêm và hồi sức, đảm bảo cho nhiệm vụ phục vụ là một cái lượng tiêm hàng ngày khoảng hơn 500 người ở mỗi bàn. Bên cạnh cái việc mà hoàn thành cái nhiệm vụ mà quân đội giao cho, thì chúng tôi vẫn tham gia vào cái chiến dịch lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh tiêm chủng hiện nay. 5 tổ này đều tham gia và đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giao nhiệm vụ là cùng với lại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia vào cái chiến dịch tiêm chủng đợt này. Chúng tôi xác định là đây là một sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với lực lượng Bộ đội Biên phòng ở tuyến đầu. Việc tiêm chủng là một công tác phòng chống dịch rất cần thiết trong cái việc giúp Bộ đội Biên phòng chúng tôi trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc nói chung và bảo vệ biên giới cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh. Để thực hiện tốt nhất cho chiến dịch tiêm chủng, Bệnh viện Quân y 175 đã chuẩn bị nhân lực và trang thiết bị y tế chu đáo, từ cơ số vaccine cho đến các ống kim tiêm, với sự kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn, thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Bệnh viện cũng đưa các trang thiết bị hiện đại để phục vụ khu vực theo dõi phản ứng sau tiêm, sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra.
để triển khai phòng tiêm vaccine COVID phòng chống COVID-19 cho chúng tôi gồm 13 người, được tổ chức thành 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là khám sàng lọc, bộ phận thứ hai là tiêm vaccine và bộ phận thứ ba là theo dõi sau tiêm các phản ứng phụ của vaccine, đảm bảo an toàn theo đúng mọi quy định phòng chống dịch, đảm bảo giữ khoảng cách, công tác vô khuẩn đầy đủ. Quá trình tổ chức thực hiện thì chúng tôi đã bố trí quân y của các đơn vị phối hợp phân luồng, rồi tổ chức kiểm tra thân nhiệt và lập danh sách sàng lọc và tổ chức tiêm. Rồi quá trình tiêm thì chúng tôi phối hợp với lực lượng bệnh viện quân y 175 theo dõi trong quá trình tiêm, rồi sau theo dõi sau 30 phút, rồi sau theo dõi 180 phút. Quá trình theo dõi không có vấn đề đặc biệt thì chúng tôi mới cho bộ đội về. Đến hết ngày 26 tháng 6, Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tiêm chủng cho gần 630.000 người và dự kiến sẽ kết thúc chiến dịch trong vài ngày tới để đạt tỷ lệ tiêm chủng đạt 6% dân số toàn thành phố. Cùng với các biện pháp quyết liệt, triệt để khác, Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết tâm đẩy lùi và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.